Hello mọi người, video này mình hướng dẫn bạn kc dự án Android miễn phí nhận 10 đồng Token Rebuto Bạn nào đã tham gia dự án miễn phí uh, Android Rebuto thì uh, tiến hành tải app và kc nha kc chỉ uh, quay khuôn mặt, rất là nhanh Bạn nhấp cho mình link ở phòng mô tả, nó sẽ đưa bạn đến giao diện của Rebuto Bạn nào sử dụng Android thì nhấp vào cho mình Google Play nha Bạn nào sử dụng iPhone thì nhấp vào App Store để tải app Ok, mình nhấp vào Google Play. Nó sẽ đưa bạn đến ứng dụng Revuto, bạn tiến hành tải ứng dụng này về nha. Sau khi tải ứng dụng Revuto về thì bạn mở ứng dụng lên nha, nhấp vào cho mình phần chữ Sign In. Sau khi nhấp vào Sign In thì bạn nhập cho mình cái email bạn đã đăng ký Revuto vào ha. Email bạn đã đăng ký Revuto và nhấp vào Sign In nha. OK. Sau khi nhấp vào sign in thì nó sẽ hiện ra là chết do email. Thì bạn nhấp vào continue. Nhấp vào continue nó hiện lên là nhập mã code. Bạn quay trở ra email. Bạn quay trở ra email, bạn sẽ nhận được một email từ Revuto gửi tới. Nó sẽ có một cái mã code ở dưới này ha. Bạn nhấn vào sao chép cái mã code này cho mình nha. Sao chép được mã code quay trở lại, dán mã code vào. Rồi ok Nhấp vào đăng nhập Tiếp theo thì à, bạn nhập cho mình Mã mật khẩu 4 chữ số bạn tùy chọn ha Hoặc là 0123 1234 5678 gì đó bạn từng chọn Và nhập lại mật khẩu của bạn nha 4 chữ số Đến phần tiếp theo Bạn nhập cho mình tên của bạn Họ Bên dưới là ngày sinh nhật continue là quốc gia nha và số điện thoại như thế này tên của bạn họ ngày sinh quốc gia số điện thoại thì bạn bỏ cho mình số 0 ở đầu nha Rồi, ok sau khi đã vào tới phần cuối cùng thì nó sẽ có một cái ô ở đầu trang chủ luôn là KIC verification những bạn mới vừa tải ứng dụng thì nó sẽ chưa cho bạn Kc ha, có thể là thời gian sau khi tản dụng về thì từ 1 tới 3 ngày nó sẽ cho bạn Kc. Bạn chỉ cần nhấp vào đây, nó sẽ hiện lên một hình tròn. Bạn chỉ cần đưa khuôn mặt bạn vào thôi là Kc thành công. Nhiều đó thôi ha. Rồi ok, mình đã hướng dẫn bạn tải app và Kc dự án Revuto. Ở phần sau có những cập nhật sau thì mình sẽ cập nhật tiếp ha. Rồi ok, bye bye mọi người, hẹn mọi người ở những video sau.